Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình AirGroup nhận 2 tỷ top cần có ký hiệu là ABS. Để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà Telegram start chat chatbot. Thì dự án này nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 và nó sẽ phân phối từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 nha các bạn. Ngày 31 tháng 8 và phân phối từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 như các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn khá là nhiều luôn mà. Các bạn join vào kênh group nè. Rồi bạn bắt đáp lên nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh Chaler Chat đó nè. Nhiệm vụ này cộng đồng khá là đông đó các bạn. Tiếp tục các bạn follow và tweet nè. Trên Twitter nó thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like và trích dẫn bài viết đó game được. Đây thì nó trên trang AC Scan đó nè. Khi nào nó về thì mình sẽ xét sao tốc cần này sẽ list sàn Bankia Swap mà. Tiếp tục các bạn visit website này, xem qua website của nó nè các bạn. Đây có Facebook nè, bắt đầu mua đội ngũ nữa các bạn. Ok, bắt đáp lại. Rồi tiếp tục các bạn like Facebook. Kêu like và chia sẻ bài viết nữa các bạn, gì bấm thích thôi các bạn. Sorry các bạn. Chuyện này các bạn bấm thích nữa các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài viết của nó đi các bạn. Chia sẻ công khai nè. Rồi bạn bắt đáp lại người ta các bạn. Rồi các bạn bấm vào một submit đi tên. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn đã follow dán rồi mà. Cộng win V9 những kèo này là kèo ngon đó các bạn. Tiếp tục các bạn gửi đường link URL Facebook các bạn. Thì trên Facebook thì các bạn nhấp vào Facebook nè. Mình định lấy Facebook của mình sợ các bạn không biết, các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè các bạn. Các bạn nhấp vào bao cạnh cùng nè. Các bạn sao chép đường link này là URL Facebook mình nha các bạn. Rồi bạn gọi chatbot nè. Còn đối với bạn nào dùng ứng dụng thì vào cài đặt setting thì gì đó. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gọi địa chỉ USB Smart Chain Bed 20 trên chiếc chocolate của mình nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào một Satis. Và bấm vào What Wallet Address nè. Đúng rồi, địa chỉ của mình nè. Chain Wallet. Ôi, Enter New Wallet Address. Để mình ấy lại các bạn. Mình bấm lộn các bạn. Cập nhật lại các bạn ơi. Rồi bạn bấm vào menu. Trời ơi, bắt up lên luôn. Ok các bạn, cứ việc chatbot tới đây là được rồi nha các bạn. Tới đây các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè những người thân, đây mình bắt up lên luôn. Ok, mình đã xong rồi bạn. Giờ mình tiếp tục mình gửi bạn đến một con bot, một chương trình AirGroup. Con thứ hai là nhận thêm 20.000 top cần có kêu là cô nha các bạn. Thì các bạn bấm nút start nè. Rồi bạn bấm join AirGroup, các bạn lướt cấp trang các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join chào kênh group trên Chaler nè. Follow Twitter, like và retweet tăng 5 người bạn nè. Follow minimum Instagram nè, visit website nè. Rồi bạn bấm vào nút submit tên nha các bạn. Rồi bạn điền lại username Telegram của các bạn nè. Rồi các bạn điền lại profile Twitter mình nè. Rồi gửi lại link retweet tăng 5 người bạn nè. Rồi các bạn gửi lại cái đường link Instagram mình nè. Gửi đường link minimum nè. Gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 các bạn, cũng như tương tự như con hồi nãy thôi. Rồi bạn bấm balance, các bạn check số cần, các bạn nhận được 20.000 tốc cần Coco nè. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirGroup. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.